Đây là cảnh đường phố Đà Nẵng trong ngày thứ hai cách ly toàn thành phố. Các con đường đã vắng người và hàng quán cũng đã bắt đầu treo biển tạm đóng cửa trở lại vì Covid-19 sau hơn 2 tháng mở cửa kinh doanh. Một điều mà hầu như người dân Đà Nẵng nào cũng quan tâm đó là tất cả bệnh nhân nhiễm dịch lần này đều được xác định là lây nhiễm trong cộng đồng và chủng virus lần 2 ở bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng cũng được giới chức y tế nhận định là chủng mới, xâm nhập từ bên ngoài vào. Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trong cuộc họp mới đây cho rằng dịch có thể bắt đầu từ đầu tháng 7 và cho đến nay, Đà Nẵng đã trải qua 4 chu kỳ lây nhiễm và có thể còn nhiều trường hợp lây nhiễm nữa. Viễn cảnh nền kinh tế Đà Nẵng ra sao khi Đà Nẵng đang trở thành tâm dịch Covid-19 lần 2? Dạo việc buôn bán hạn chế hơn, lý do là cũng mong muốn là dịch bệnh nhanh nhanh hết để cuộc sống trở lại như bình thường. Tình hình buôn bán quán ế cách trầm trọng thôi. Do ảnh hưởng dịch á, ảnh hưởng dịch cách ly giãn cách nữa. Thì giờ cũng có bất tiện, bây giờ tuân theo quy định. Bán chậm lắm, so với mọi khi là chậm nhiều lắm. Từ Covid này thì mọi người đâu có dám ra đường đâu mà bất tiện chứ. Trước đây á, là cách ly toàn xã hội thì nó lại khác. Tại vì mọi người là ở Đà Nẵng thì mình lại không có. Nó chỉ là mình nghe ngóng là mình phòng bệnh để mình người ta như đây là đợt này Đà Nẵng nó bị nó là trung tâm của dịch rồi nên là nó càng khó khăn hơn nữa. Không được nơi không còn đi ăn luôn, bạn có bạn chị cơm là sẵn thôi, dịch đấy dịch luôn người ta sờ của anh ta không ra đường. Mới đây Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cho biết 6 tháng đầu năm tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn Đà Nẵng ước tăng trưởng âm. Trong đó, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn bị ảnh hưởng nặng nề, với lũy kế du lịch 5 tháng đạt 1 triệu 3 lượt khách, giảm gần 54% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đều giảm trên 40%. Để thúc đẩy ngành du lịch vực dậy sau đợt dịch thứ nhất, Đà Nẵng trong tháng 6 vừa qua đã ký liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng, Hải Phòng, Nghệ An, Đắk Lắk v.v. và thúc đẩy nguồn khách nội địa từ Hà Nội, Sài Gòn thông qua việc hợp tác giữa Đà Nẵng với Vietnam Airlines và công ty du lịch Vietravel. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch lần 2 vào ngày 25 tháng 7 vừa qua đang khiến người dân, các hộ kinh doanh bán lẻ và các chủ dịch vụ du lịch Đà Nẵng ngao ngán. Nhiều người cho biết việc hỗ trợ dịch Covid-19 đợt 1 còn chưa được nhận, giờ thêm đợt 2 chưa biết số phận sẽ ra sao. Bởi vì nó bây giờ nó đóng quán ai dám đóng anh. Ở trước cái tiền Covid có thấy ai chi trả gì đâu, hành lên hành xuống như thế là rồi xong có ai nhận được cái giấy để hành giấy tiền với bạc gì đâu. Cũng mong muốn cho mọi người dân đây cũng được hỗ trợ ít chút ít để người ta trang trải tiền này, tiền nhà, tiền cửa này kia. Ở đây người ta thuê hết mặt bằng cứ 7 triệu, 8 triệu, có khi người 10 triệu. Bây giờ ở lại đây thì cũng chống dịch cùng với mọi người thôi, với chung tay thôi chứ bây giờ. Cùng với đó, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng chia sẻ ý kiến về tương lai kinh tế của Đà Nẵng và cả Việt Nam khi ông cho rằng là rất ảm đạm trong những năm tới. Bây giờ kéo dài bao lâu thì không ai có thể nói được. Nó phụ thuộc vào cái hành động của chính quyền như là của người dân. Cái việc này không chỉ có liên quan đến Đà Nẵng mà là toàn thế giới. Có thể nói là cái dịch Covid này nó đã làm toàn bộ nền kinh tế thế giới suy sụp một cách khủng khiếp. Và cái hậu quả của nó còn kéo dài ra là vài ba năm. Nếu mà không có vaccine sớm thì còn có thể kéo dài hơn nữa. Tương lai kinh tế của Đà Nẵng và của cả Việt Nam là rất ảm đạm trong những năm tới, bởi vì toàn bộ cái tình hình kinh tế của thế giới nó sa sút, mà nền kinh tế Việt Nam là hội nhập rất là sâu vào nền kinh tế thế giới. Ai mà nghĩ rằng trong cái lúc mà nền kinh tế thế giới suy sụp đến mức khủng khiếp như thế này mà Việt Nam lại có thể trồi lên như một tấm sáng với mức tăng trưởng cao, thì đấy là một cái sự hão huyền. Nhưng là trong cái suy sụp của thế giới, mình cố gắng mình làm thế nào cho cái sự sụt giảm của mình nó bớt đi một chút, nhưng mà chỉ nhìn thấy như là Đà Nẵng, một cái thành phố mà nền kinh tế dựa chủ yếu vào du lịch, cái ngành mũi nhọn của Đà Nẵng, thì cái
suy giảm 6 tháng vừa qua đến 3,6%, tương hơn 3,6% so với năm ngoái, thì thấy là như thế là cái sự vươn lên không phải là dễ. Chừng nào mà chưa có vaccine, mà cái chuyện vaccine có ở Việt Nam được tiêm đại trà cho 90 triệu người Việt Nam không phải là cái chuyện mà phổ biến trong vòng 12 tháng tới.